Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Rùa đây. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại VCF Việt Nam và làm chế độ Zombie V4 Tết em hàng Halloween 2024. Halloween 2024 qua cách đây hơn một tuần rồi đúng không anh em? Nhưng do hôm Halloween mình hóa trang thành thợ lặn, mình hóa trang nó kỹ quá. Bây giờ mới có cơ hội vào Tết em hàng này vào để cho anh em xem. Năm nào cũng như năm nào thì cứ đến mùa Halloween là bên sếp sẽ cập nhật những cây vũ khí khắm hơn đánh rắm vào trong game. À không phải cái TV đâu nhá anh em, tí là nó là một cái hàng cận chiến cơ. Để tí mình móc cho anh em xem. Để mày, ôi trời ơi, mù mắt. Mày đứng lại. Mày đứng lại, ai à. Ơ, à, đâu vậy, đây, sao lại liếm của em. Ôi trời ơi, con hàng của mình. Ôi, ân xá 2018. Huyền thoại. Thôi, vô đây huyền thoại. Thôi. Thật là vãi trưởng. Không thể tin được. Còn mày sao mà đỡ được luôn, Cứ tưởng hai anh team với mắt quỷ này vác team với quỷ vào Dominator nhưng mà không. Nhưng mà mấy anh nghĩ lại Dominator thật. Nhưng mà Dominator bằng trận chiến. Cười ỉ á. Ôi, gió mình nhìn tỏ quá. Thì kiếm Zombie non anh em ơi. Đây, rất mình định vị khá nhiều từ GPS trên đầu mấy anh Zombie non rồi. Ôi, sao đâu ra nhiều Zombie non thế nhở. Làm tí không. Vụt cái là ngủ luôn. Nào, đứng lại. À, vụt. Úi dồi ôi. Sao hay bị rốt em bé thế nhở, cứ vụt cái rốt em bé thế nhở. Ảo thật đấy. Rồi sao mà đỡ được đúng không, Ui. Cover đồng đội. Cover xong mất cái giáp luôn. Không sao nhá. Em dụ anh thôi. Sao anh đỡ được đúng không? Những pha dụ như vậy thì ngủ ngay. Rồi, tiếp tục nhé anh em ơi. Thì đây chính là em hàng cận chiến của Halloween 2024 mùa bây giờ. Những cái cận chiến ở bên dòng Halloween thì cây nào khắm như cây nào anh em ạ. Gọi là những cái cận chiến nó gọi là phế vãi nồi à. Đem vào gọi là chơi cho vui thôi. Anh em nào gọi là sưu tầm trang trí ấy. Gần như là tất cả các cái dòng cận chiến của Halloween không có thể gọi là gây đột biến gì trong cái trận đấu cả. Ngoài việc gọi là làm màu à, thì anh em phải thấy là những cái lớp skin nó rất là màu mè à. Thì cái cây này được cosplay bởi cái cây gậy bóng chày. Nó cái gậy bóng chày nó một trong những cái cận chiến nó nặng lề vãi nồi ra. Đây. Hàng ơi trời ơi. Hàng tới mồm rồi mà không liếm được. Bánh mì kẹp răng bông. Ôi trời ơi, đâu ta còn tá nữa vậy. Magic thật đấy. Đồng hồ xin em ơi, chạy đây. Mạnh anh rồi đấy, chạy đi. Tá này có vẻ hơi thích nhìn mình. Wow. Anh trời ơi, làm gì mà đi vậy, nhìn nguy hiểm vậy, anh bệnh không đuổi được cái, anh đơ mặt ra, anh đứng thẫn thờ. Anh bệnh cho đạn TV vào mặt ngay ấy chứ. Ê, có vài bạn Zombie non này mình có phải đi mem mình cơ hội mình cận chiến được anh em ạ. Ui diện, lù đù. Đấm rồi phải gọi là không trúng phát nào. Làm sao, 5 kill. Team B thì là cái dòng gọi là bắn Zombie bá đạo nhất rồi. Mấy bạn Zombie non này thì cứ giã liên tục vào người là ăn kill mà. Cơ hội cận chiến của mình đây ơi. Làm tí. Đụng nhẹ. Sợ chưa? À, thằng này sợ anh em ạ. Thấy hàng khủng cái sợ ngay. To thế này cơ mà. Nhép cái là thôi chứ. Răng môi lẫn lộn. Ê. Kìa, người ta đã định mệnh cho mình hàng dân tới mồm mà bạn này lại bắn headshot à. Cái thật. Tá. Slow motion lại. Thôi, tất cả ngừng chơi. Ê, sao mà chém được. Tí ngủ với nhau mới. Các trận chiến đi đơm cho mình anh em ơi. Móc lốp đi. Móc lốp, ôi dồi ôi. Móc lốp thành công. Ừ nha, đi kiếm xem thằng nào móc lốp nó coi. Ôi dồi ôi, trời ơi, em đang đi kiếm người móc lốp mà anh cứ con men này thì. Em đơm anh luôn. Mày đem mày lùi ra đấy. Mày lại đấy. Hên đấy.
ơi thôi té cái đường đạn đồ này nguy hiểm quá. Ê sao tên lửa gắp đít anh em ạ, mấy người sẽ nhanh các chịu được. Rồi tới em mình mềm chiến luôn đây mày. Ui số đồ thông hai mộ đồ thông hai mộ tao mà đỡ được con tám hơi. Đồ thông hai mộ đây, nhìn cái gì lại đây, nhìn tiếp trận chiến thế nào, khó thật đấy anh em ạ. Bây giờ kiểu cầm mấy cái trận chiến lù đù này đi, trận chiến zombie định mệnh nó phải gọi là không có một cơ hội nào có thể gọi là chớp đam được đấy. Bây giờ thế đứng xa tỉa ác liệt quá. Mùi xinh luôn. Ơi em nhảy nhót. Đó. Đi kiếm bạn zombie non anh em ơi. Cầm cái này chén hết được zombie non anh ạ. Đây. Ăn kiếm gì? Em chạy chậm lắm, đứng lại. Đứng lại anh chị. Lùi. Mình không thể đuổi được anh em ơi, cái trận chiến này chậm lắm, không đuổi được. Chơi không, chơi không, chơi. Chơi đi, đừng lùi, chơi đi. Mày. Mày cứ chấp nhá, mày nhớ nhá. Tu ve không tình yêu, mày nhớ nhá. Tu ve không tình yêu. Kiếm cái chớp em ơi, mình GPS vào đầu nó mà. Đi. Bắn luôn, cứ chạy. Cầm cái này không đuổi được anh em ạ, không đuổi theo được mấy cái thanh niên tia chớp này. Motor và hoa câu của nó nhanh quá. Ôi trời ơi, anh diệt cấp cuối thôi xong em rồi. Hay quá, anh diệt rốt cái hết rớt. Sao mà chém được? Ui, sao mà chém được? Win luôn anh em ơi. Ok, qua clip của mình chắc cũng đến đây thôi nhá. Chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ nhá. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye. Ten, nine, eight, seven, six.